Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Alo Bác Sĩ. Thưa quý vị, trong thời đại ngày nay thì dường như là ung thư đã không còn xa lạ với tất cả chúng ta. Ngày hôm nay thì chúng ta nghe người này bị bệnh ung thư, hôm khác thì người khác bị bệnh ung thư. Toàn là những đối tượng mà chúng ta nghĩ rằng là không bao giờ có khả năng bị bệnh ung thư cả. Tuy nhiên, chúng ta vẫn thường quan tâm tới những căn bệnh ung thư như là dạ dày, vòm họng, gan, phổi mà quên đi một bộ phận khác của cơ thể cũng rất là dễ bị ung thư, và ung thư vô cùng nguy hiểm, đó là tuyến tụy. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và trò chuyện với Phó Giáo sư Nguyễn Tấn Cường, là Giám đốc Y khoa của Bệnh viện Quốc tế Thành Đô. Dạ, xin chào. Ung thư tuyến tụy đó nó chiếm khoảng 10% tất cả những cái loại ung thư đường tiêu hóa, và nó chiếm khoảng 2% trong tổng số các cái ung thư nói chung của cơ thể. Triệu chứng của nó ở trong giai đoạn đầu rất là im lìm, không có cái biểu hiện gì hết cả. Và khi mà nó bắt đầu nó lan ra rồi đó, thì lúc đó bệnh nhân mới bắt đầu cảm thấy đau. Thường là đau ở cái vùng trên rốn, ngay vùng giữa bụng này. Rồi nó có thể lan ra sau lưng, rồi bệnh nhân sụt cân. Rồi sau đó có thể bệnh nhân xuất hiện triệu chứng vàng da, chán ăn, rồi trầm cảm rồi chẳng hạn. Thì đó là những cái dấu hiệu mà nó tương đối nó muộn rồi đó. Dạ vâng ạ. Và thường thì tất cả các bệnh nhân bị ung thư tuyến tụy khi mà đến với bác sĩ đã vào ở những cái giai đoạn cuối rồi, thì bệnh nhân mới phát hiện ra là mình bị ung thư tuyến tụy và đến với bác sĩ dường như là lúc đó đã không còn khả năng để mà cứu chữa nó, đúng không ạ? Để cho dễ hình dung á, thì mình có thể nói như thế này á. Là ví dụ như tụy á, thì người ta chia ra là cái vùng đầu tụy, rồi cái vùng thân tụy, đuôi tụy. Thế thì cái ung thư vùng đầu tụy á, là phổ biến nhất, là nó chiếm khoảng 95% những cái ung thư ở cái vùng tụy đó. Một khi mà phát hiện rồi tới khám bác sĩ á, thì chỉ khoảng 10-20% là có thể phẫu thuật triệt để được. Trong số 10-20% mà có thể phẫu thuật triệt để được đó, thì 5% cho tới 20% là có thể sống được tới 5 năm. Dạ vâng. Thành ra bây giờ nếu mà mình nói hình tượng như thế này, cứ 100 người mà tới bệnh viện vì một cái ung thư tụy, tốt nhất là có thể mổ được triệt để, tức là cắt bỏ được khối u, rồi nạo hạch, rồi nối ruột với tiêu hóa rồi chẳng hạn. Có 20 người có thể phẫu thuật triệt để được. Thì tới sau 5 năm thì tốt nhất là còn khoảng 4 người còn sống. Dạ, vâng ạ. Đó là con số để chúng ta có thể mường tượng được. 100 người bệnh tới bệnh viện thì sau đó 5 năm mình còn lại 4 bệnh nhân. Nhưng mà ung thư tuyến tụy thì dường như là không có thể phòng ngừa được, đúng không ạ? Thật ra vậy, thì về cái nguyên nhân của ung thư á, thì nó còn nhiều điều còn cần phải làm sáng tỏ. Nhưng mà đối với lại ung thư tuyến tụy thì người ta cũng đã ghi nhận được những cái yếu tố có liên quan, ví dụ như hút thuốc lá. Đây là cái yếu tố hàng đầu. Những cái người mà hút thuốc lá thì nguy cơ mà ung thư tuyến tụy có thể tăng ít nhất gấp đôi so với những người bình thường không hút thuốc lá. Thứ hai là những cái người mà có tiền căn mà cứ bị viêm tụy mãn. Và nếu mà những người mà viêm tụy mãn, tức là viêm tụy kinh niên á, mà bị sơ hóa, tuyến tụy nó sơ hóa, thì cái nguy cơ ung thư tuyến tụy có thể tới 100 lần so với người bình thường. Những cái người mà có gia đình đã từng bị ung thư tuyến tụy thì cũng dễ bị ung thư tụy hơn. Rồi những cái người mà uống rượu, những cái người béo phì, những người tiểu đường, thì đó là những cái người mà có nguy cơ có thể bị ung thư tụy cao hơn. Để phát hiện nó đó mà có thể điều trị tốt đó, thì phải khám sức khỏe định kỳ thôi. Chứ còn nếu mà đợi đã khi mà đã có triệu chứng rồi á, có khi mình không có điều trị tốt được nữa. Ngoài ra thì nếu mà mình nằm trong những cái yếu tố mà ban nãy mình đã kể đó, yếu tố nguy cơ như là có gia đình, người có người bị ung thư tụy, hoặc mình đó từng bị viêm tụy mãn hay tiểu đường, béo phì này nọ đó, thì là
nên đi khám bệnh thường xuyên. Dạ vâng ạ. 100 người và chỉ có 4 người sẽ thoát khỏi được cái chết tức thì để có thể kéo dài trong vòng 5 năm. Dạ. Dạ, và trong 5 năm đó thì 4 người mà đã bị ung thư tuyến tụy phải có chế độ ăn uống dinh dưỡng như thế nào để có thể sống vui và sống khỏe trong khoảng thời gian đó? Chúng ta biết là ngày nay cái chế độ sinh hoạt rồi ăn uống nhiều lúc không có lành mạnh, tức là chúng ta sử dụng quá nhiều thịt, sử dụng quá nhiều chất béo, cái thực phẩm mà được chế biến đóng hộp đồ này nọ đó thì nó sẽ làm thay đổi cái môi trường ở trong cơ thể, tức là tạo ra quá nhiều cái chất axit chẳng hạn. Thì chất axit nó sẽ có thể đưa đến những thay đổi cái loại tế bào ở trong cơ thể, rồi nó đưa tới cái loạn sản, dị sản, và sau đó nó phát triển hỗn độn, nó biến thành ung thư. Đấy, thành ra là để phòng tránh thì việc đầu tiên chúng ta có thể làm là bỏ thuốc lá, hạn chế rượu bia, nếu bỏ được thì càng tốt. Ăn uống thì ăn chín uống lành, ăn nhiều rau củ quả, hạn chế thịt mỡ, và vận động, tập thể dục. Đối với người mà đã bị ung thư tuyến tụy rồi, thứ nhất là nếu mà sau khi mà đã phẫu thuật rồi đó thì cái chế độ ăn uống của chúng ta cũng vậy, tức là hạn chế những cái chất béo, rượu bia, bỏ được thuốc lá thì lại càng tốt. Uống thuốc, tiếp tục hóa trị hoặc là xạ trị theo đúng chỉ định. Vâng ạ, xin cảm ơn những chia sẻ rất quý giá của bác sĩ trong chương trình ngày hôm nay, cũng như là những lời khuyên của bác sĩ. Và chắc chắn rằng là khi cố gắng thực thi những lời khuyên đó của bác sĩ thì chúng ta sẽ có một cuộc sống sống vui, sống khỏe và nói không với ung thư tuyến tụy. Cảm ơn bác sĩ. Nhịp sống dài.